Thưa quý vị, vào dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân luôn tăng mạnh, kèm theo đó là nỗi lo về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Để bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan chức năng tại thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, siết chặt quản lý an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các ngành địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết có yếu tố nguy cơ cao. Đối tượng của đợt thanh kiểm tra liên ngành là các cơ sở thực phẩm bao gồm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như thịt, sản phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, các cơ sở dịch vụ ăn uống. Trong đó, các đoàn tuyến thành phố tập trung thanh tra những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm với số lượng lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại. Đối với các cơ sở thực phẩm vừa và nhỏ, cơ sở dịch vụ ăn uống chủ yếu do cấp huyện, xã tiến hành kiểm tra theo phân cấp quản lý. Tập trung kiểm tra và hậu kiểm các cái mặt hàng mà được coi là nguy cơ cao. Ví dụ như là các cái cửa hàng, cái chuỗi cung ứng thịt hoặc là các cái cửa hàng mà tiện lợi mà được gắn cái mác là thực phẩm sạch thì chúng tôi sẽ chú ý rất là nhiều vào đó. Thứ hai nữa là triển khai rất là mạnh cái việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm để mà bà con có thể tự giám sát, tự kiểm tra và tự đánh giá, tự quyết định cái mình mua cái gì và không mua cái gì. Ngoài công tác thanh kiểm tra, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng còn thực hiện song song việc tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm đến người tiêu dùng, đơn vị sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm. Trong đó chú trọng tuyên truyền hướng dẫn chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn, phổ biến giám sát việc thực hiện điều kiện, cơ sở, kiến thức và sức khỏe của người trực tiếp chế biến, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm và phụ gia thực phẩm. Cao cơ sở vẫn phải đảm bảo tuyệt đối các quy định về an toàn thực phẩm cung cấp đến người tiêu dùng. Đó, không vì tình hình dịch Covid mà chúng ta lơ là những cái vấn đề về trên an toàn thực phẩm. Đó là công tác an toàn thực phẩm đang được chú trọng thường xuyên nhằm đảm bảo sức khỏe cho với người tiêu dùng. Nói chung là những cái mặt hàng cũ trước dịch thì mình phải bỏ hết và mình sẽ mua sắm những cái mặt hàng mới để cho người tiêu dùng người ta yên tâm khi người ta mua mặt hàng của mình về người ta dùng. Các chuyên gia khuyến cáo bên cạnh sự nỗ lực kiểm soát an toàn thực phẩm của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, thì người tiêu dùng cũng cần nâng cao nhận thức, chỉ nên mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng thực phẩm bị ôi thiêu, mốc hỏng, tuyệt đối không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất ngoài danh mục cho phép để sản xuất, chế biến thực phẩm.